Hân hạnh được gặp lại bà con nông dân và các bạn xem đài trong thời gian dành cho chương trình nuôi dưỡng bảo vệ cây trồng. Chương trình do đài phát thanh truyền hình Đồng Tháp phối hợp với tập đoàn Lộc Trời thực hiện. Kính thưa bà con và các bạn, trước khi bước vào nội dung của câu chuyện tối nay thì Hoàng Sơn muốn hỏi bà con một câu. Ở địa phương của bà con thì lúa đồng xuân năm nay có hiện tượng có đồng sớm hay không ạ? Vâng, nếu mà có cái hiện tượng này thì đêm nay chúng ta sẽ dành trọn thời gian để bàn về một cái câu chuyện, đó là chăm sóc lúa có đồng sớm. Mời bà con cùng Hoàng Sơn chào đón hai vị khách mời sẽ đồng hành cùng chúng ta trong câu chuyện tối nay. Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Bảo Vệ, nguyên trưởng khoa nông nghiệp Đại học Cần Thơ. Và kỹ sư Phạm Văn Phước, một chuyên gia đến từ tập đoàn Lộc Trời, cũng là đơn vị phối hợp thực hiện chương trình này. Kính thưa bà con và các bạn, số điện thoại 0277 3855333 luôn chờ đón những câu hỏi giao lưu cũng như là những ý kiến thắc mắc của bà con và các bạn. Sẽ được nhắc lại, chủ đề của câu chuyện tối nay là chăm sóc lúa có đồng sớm, và số điện thoại của chương trình 0277 3855333. Trước khi bước vào nội dung của câu chuyện tối nay thì Hoàng Sơn muốn chuyển đến bà con câu hỏi trắc nghiệm vui mà chương trình đưa ra tối nay để hy vọng là mang đến những phần quà thú vị cho bà con. Câu chuyện này chắc chắn là có liên quan đến cái chủ đề của câu chuyện tối nay rồi. Câu hỏi này có nội dung như sau: dòng sản phẩm nào sau đây giúp lúa tăng độ dày của lóng, cứng các bộ lá đồng và giúp lúa giảm độ ngã? Chúng tôi đưa ra 4 phương án để bà con tham khảo. Phương án A là Hypotassium C30. Phương án B là Boom Flower, phương án C là Silimax và phương án D là Triple Max. Bà con hãy chọn một đáp án đúng nhất và gửi tin nhắn về số 0929 141 000. Quà tặng sẽ là 15 gói thuốc diệt chuột thế hệ mới Racumin. Sẽ có 3 tin nhắn chính xác và gửi đến sớm được chọn. Và bây giờ chúng ta hãy bước vào nội dung câu chuyện tối nay. Và một lần nữa, trước khi bước vào câu chuyện này thì chúng ta hãy đến với một câu chuyện thực tế đồng ruộng của bà con nông dân ở huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp. Mời bà con và các bạn theo dõi phóng sự đầu tiên của chương trình. Những ngày này, lúa ở cánh đồng xã Hòa Bình thuộc huyện Tam Nông đã được 40 ngày sau xạ. Những vết bệnh đạo ôn đã khô do đã được bà con phòng trị cách đó vài ngày. Nhìn chung, ruộng lúa sạch sâu bệnh, cây lúa khỏe khoắn, đứng lá nhờ lượng phân được cung cấp cân đối. Công việc bận rộn nhất của bà con vào thời điểm này vẫn là bón phân trước đồng, bởi vụ lúa này được cho là có đồng sớm hơn mọi khi. Mùa vụ này tôi bằng cái 49, thường vụ thì 4-45 ngày mới có đồng. Mà năm nay là nó mới có 40-41 ngày là nó đã có đồng rồi. Vậy là nó sớm quá thì sợ sau này cái mình không kích đồng, cái đồng nó nhỏ quá sau này sợ nó không có năng suất. Cho nên bây giờ mình kích đồng cho nó no lên, nó to lên thì nó sau này cái nó mới lớn, bông lúa nó mới lớn. Thì cho nên mới có năng suất. Lúa năm nay thì nó có đồng sớm hơn mỗi năm là khoảng 2-3 ngày. Thì ở đây cái hình thức bón đồng á, thì mình ra thăm đồng là mình coi xé cây lúa ra, coi cái lúa nó lên một ly á, là mình bón phân cho nó qua cái cho nó đạt cái bông cho nó lớn rồi to. Cái thứ nhất là cái về cái lượng phân thì mình 5 kg kali và cái 5 kg DB và là cái 3 kg urelac là cho một công, tầm 13 kg cho một công. Còn cái mình bón phân xong á thì mình cho muốn đồng to bông bự với bảo vệ cái bệnh á, thì mình ở đây thì thường thường á là mình là xịt thuốc đón đồng, rồi bữa trước qua bữa sau mình xịt phun thuốc. Là thứ nhất là mình phun cái amid top, là cái thứ hai là cái phun cái phân bón lá bơm laver cho nó kích đồng cho nó bông bự. Rồi lúa mà như cái chỗ nào trũng yếu á, thì mình thêm cái xi mắc, mình xịt cho nó cứng cái lóng cho nó đừng cho sau này đừng cho nó đổ ngã. Thì theo cái kinh nghiệm của tôi là vậy. Lúc này cán bộ kỹ thuật của các đơn vị, trong đó có các kỹ sư ba cùng của tập đoàn Lộc Trời, cũng thường xuyên đến thăm đồng nhằm đề xuất biện pháp chăm sóc với phân thuốc đúng chủng loại, đúng thuốc và kịp thời. Đó là câu chuyện thực tế của bà con nông dân. Thưa giáo sư tiến sĩ Nguyễn Bảo Vệ, tháng 10 chưa cười đã tối,
Yeah. Cái giải thích của bà con là do ở thời điểm này cái ngày nó ngắn, đêm nó dài, chính cái gì đó mà nó tác động làm cho cây lúa có đồng sớm. Không biết là cái cách giải thích của bà con vậy có hợp lý không thưa giáo sư? Chắc là bà con mình mà ai mà có trồng cái lúa mùa á, thì cái cách đặt vấn đề của anh Hoàng Sơn thì tôi nghĩ rằng nó rất là hợp lý. Ngày xưa mình nhớ là mình trồng lúa mùa là vào đầu mùa mưa là mình xuống giống rồi, rồi đợi cho tới cuối năm như thế này thì nó mới trổ bông. Bà con gieo sớm hơn cũng tới lúc này nó mới trổ bông, gieo muộn hơn tới lúc này cũng trổ bông, tức là cái thời điểm ngày ngắn đó. Nhưng mà một năm mà trồng lúa mà chờ nó quang kỳ như vậy thì làm được chỉ có một vụ à. Bởi vì qua tháng 4 tháng 5 là cái ngày nó dài thì nó đâu trổ bông được. Thì như vậy là có thể nói là nhân loại sẽ đói. Nên cái cuộc cách mạng xanh đó là người ta phá dỡ cái tính gọi là lệ thuộc vào cái ngày ngắn ngày dài của cái cây lúa đi. Nên bà con thấy không, hiện giờ là mình trồng lúa là có thể nói là được quanh năm, tức là nó không tuyệt, nghĩa là ra bông không còn lệ thuộc vào cái vấn đề ngày ngắn ngày dài nữa. Nhưng bây giờ nó lệ thuộc vô cái gì? Bà con biết là cây lúa cũng vậy, và một số các loại cây lương thực khác như cây bắp, cây đậu này kia, nó dựa vào tổng cái lượng nhiệt mà cái cây lúa nó tích lũy được trong cái quá trình mà từ khi gieo cho tới khi nó tượng đồng. Ví dụ như bây giờ là cái thời gian tôi xuống giống ở đây là nhiệt độ trung bình là 27 độ, thì cứ mỗi một ngày như vậy là mình tính là được 27 độ, hai ngày là nhân hai lên, ba ngày nhân ba lên, thì mỗi một cái giống lúa hay là một cái loại cây trồng nó sẽ nhân đủ cái số nhiệt đó là nó sẽ gọi là tượng cái mầm hoa. Cái mầm mình ở đây cây lúa thì mình gọi nó là tượng đồng. Tượng đồng là tượng cái bông lúa non chứ gì đâu, đồng đồng là cái bông lúa non đó, là tượng đồng như vậy. Còn nếu như bây giờ cái tôi xuống giống trúng cái thời điểm mà cái nhiệt độ nó thấp hơn khoảng 26 độ, thì như vậy nó muốn tích lũy được đủ một cái lượng nhiệt này để mà nó tượng đồng á, thì cái thời gian nó phải dài ra. Thì cái chỗ này bà con mình ở miền Bắc biết rất rõ, người ta không bón phân dựa vào ngày tháng mà người ta dựa vào cái số lá. Bởi vì khi nào mà nhiệt độ lạnh đó thì cái nhiệt độ nó thấp mà, nên như vậy là cái thời gian ra lá nó sẽ kéo dài. Kéo dài có nghĩa là cái thời gian mà tượng đồng của nó sẽ rất là dài, bởi vì đang nó tích lũy đủ cái lượng nhiệt. Nhưng mà khi nào mà trời ấm áp một cái, tốc độ ra lá nhanh thì cái thời gian nó ngắn lại, nên bà con dựa vào cái số lá. Thì như vậy là cái số lá nó cũng phản ảnh được cái gọi là cái lượng nhiệt mà nó tích lũy. Thành ra ở đây như là chẳng hạn như năm nay, bây giờ bà con thấy bà con xuống giống hơi sớm, nhiệt độ vẫn còn cao. Cao thì như vậy là nó tích lũy nhiệt đủ sớm hơn thì nó sẽ tượng đồng sớm hơn. Nếu bà con bây giờ xuống giống trễ hơn, trúng mấy cái đợt lạnh tới, đợt lạnh tới thì nhiệt độ xuống thấp, thành ra nó cần nhiều ngày để nó tích lũy đủ cái lượng nhiệt thì nó mới ra bông. Thì cái chuyện này rất là rõ. Thành ra cái việc mà chênh lệch nhau dài 3 ngày, năm có như là năm rồi đó, tôi với anh Phước mới vừa tính lại đó, thì như vậy là có thể chênh nhau tới 6-7 ngày đặng, chứ không phải như 4-5 ngày mà bà con mình ở đây phát hiện không. Thành thử ra cái việc mà bà con dựa vào cái tim đèn một ly như trong phóng sự á, tôi thấy rất hay. Có nghĩa là mình đoán khoảng nghĩa là đó là có thể là nó tượng đồng sớm một chút, mình dự đoán sớm gì đó, rồi ra đồng mình xé coi cái tim đèn, khi nó lên được từ 1-3 ly bà con bốn phần đó đồng thì rất đúng. Mà cái lo sợ của bà con nông dân hồi nãy ở trong phóng sự nói rằng nếu như mà không có phát hiện sớm, bởi vì nói sớm nên mình không phát hiện được, thì không có kích đồng. Cái từ gọi là kích đồng nông dân nói rất hay, có nghĩa là đảm bảo rằng ở cái thời điểm mà khi tim đèn từ 1-3 ly đó, thì cái cây lúa phải đủ dinh dưỡng để làm chi. Bởi vì cái thời điểm này là cái thời điểm cái bông lúa non nó sẽ tạo ra nhiều cái hạt lúa. Nếu mà thời điểm này mà mình lơ là nó thiếu dinh dưỡng, không bón phân này kia, thì số hạt trên bông nó sẽ ít. Mà số hạt trên bông nó qua cái giai đoạn đó rồi thì nó đâu có đẻ được nữa, cũng như là qua cái, cũng như con người đó, tới cái tuổi nào đó là hết đẻ được rồi. Thì cái bông lúa cũng vậy nữa, khi mà qua cái giai đoạn từ tim đèn từ 1-3 ly này rồi thì cái việc bà con có bón phân đi nữa nó cũng không đẻ thêm cái số hạt trên bông nữa. Thì như vậy là số hạt trên bông nó đã được định đoạt. Nên cái lo lắng của bà con tôi cho rằng rất là đúng. Thì như vậy mình thôi, bây giờ mình hiểu được vậy thì sau này mình phải đi kiểm tra đồng cho sớm một chút, kiểm tra đồng ruộng á, để phát hiện cái đồng cho nó thật là kịp thời, để chúng ta bón phân đúng lúc như là trong phóng sự, thì tôi nghĩ rất hay. Thì bên cạnh đó thì tôi thấy có một cái điểm mà cũng góp ý thêm với bà con đó. Trong phóng sự có nói là bà con mình vẫn có bón phân đón đồng bằng phân DAP, tức là cái chất lân á. Bị từ nào tới giờ đó, tôi cũng nói với bà con như thế này,
ở cái thời điểm mà bón phân đón đồng á, thì tao quan trọng nhất là cái chất kali, kế đó nữa là cái chất đạm. Đạm thì chắc chắn là phải bón rồi, còn cái kali á, thì cũng không cần nhiều lắm đâu, bởi vì cái đất của đồng bằng sông Cửu Long mình kali nó giàu dữ lắm, mà trong điều kiện ngập nước thì nên nó nhả cái kali ra rất là nhiều, nên á, cần bà con chỉ cần 3 kg tôi nghĩ rằng nó cũng đã là thỏa mãn. Còn trong trường hợp ở đây là cái huyện Tam Nông nên bà con mình có bón DAP, thì tôi cũng không có cản cái việc này, bị gì cái DAP trong đó có lân, mà nếu mà trên cái vùng đất có phèn, bị Tam Nông có phèn, nên có thể là bà con cho rằng ở thời điểm bón phân đón đồng vẫn còn phèn, nên mình dùng lân để trị phèn, chứ không phải là dùng lân này bón để cho cái cây lúa, cái đồng lúa nó ăn. Nên tôi nói gì để những bà con như ở Thanh Bình, Hồng Ngự, những cái vùng mà Lai Dung ở bên kia, cứ nghe là dùng rất tốt đó, không có phèn đó, thì thôi bà con có thể tiết kiệm lại cái lân đi, tôm kem đó mới Hoàng Sơn. Tôi nghĩ rằng đó, bà con mình như vậy là nên tiết kiệm lại đi, nó không có làm tăng năng suất được đâu. Thành ra những vùng phèn thì còn có thể được. Rồi còn về chất đạm đó, thì để cho nó cân đối thì bà con dùng cái bản sao màu lá. Nếu bà con mà dùng cái bản sao màu lá như đã được khuyến cáo để bón đúng cái lượng đạm đó, thì thật ra cái lượng kali bà con vào khoảng cái chừng 2 kg, tôi nghĩ rằng nó cũng đã đạt rồi. Còn lân có thể là trong cái giai đoạn này bà con không nên bón nữa, bởi vì cái lân cây lúa thì vẫn ăn lân, nhưng mà nó ăn cái giai đoạn trước đó, rồi nó tích lũy trong cái người đó, để tới những cái giai đoạn sau này nó móc ra nó xài, nói gì cho nó cũng khôn đó, nó biết nó tích lũy đấy. Nên nữ ra bà con mình cũng đừng có sợ quá, lo lắng quá, rồi cho nó ăn quá là nhiều mà nó gây ra tốn kém mình, chứ cũng không có làm tăng cái năng suất được. Cảm ơn giáo sư đã giúp Hoàng Sơn và bà con hiểu rõ được tại sao mà cái lúa đồng sớm trong cái hiện tượng như thế này, rồi cái cách bố trí dinh dưỡng sao cho hợp lý. Nhưng mà trở lại câu chuyện đồng sớm nãy thì chắc không có nguy cơ làm ảnh hưởng tới năng suất cho phân đưa giáo sư. Đúng rồi, cái chỗ mà nãy nông dân lo sợ là kích đồng không đúng thời điểm, thì cái số hạt ở trên bông nó ít thì chắc chắn là nó có bị ảnh hưởng. Cái điều bà con là lo lắng cái đó là đúng. Nhưng mà cái số hạt trên bông nó đã định đoạt rồi, bà con làm nó đẻ thêm nó cũng không đẻ được đâu nghe. Chỉ là giữ cái mà nó đang có thôi. Cái đó thì chắc là anh Sơn chắc là cũng tìm cách để bà con giữ được cái mà mình còn được cái chuyện đó. Có lẽ là phải nhờ thêm cái sự tăng cường hỗ trợ của kỹ sư Phạm Văn Phước. Trong cái điều kiện mà cái lúa nó lỡ ra đồng sớm rồi, bây giờ có cách nào làm cho đồng to mà cái năng suất nó cũng tương đối, nó đảm bảo không ạ? Thì kính thưa anh Sơn, cũng như bà con đang xem chương trình thì qua phóng sự mình thấy rất rõ, tức là hôm nay lúa có đồng sớm thì chỗ phân tích của giáo sư tiến sĩ Nguyễn Bảo Vệ đó, thì mình thấy rõ ràng là khi bà con mình nhớ cái điều thời điểm thăm đồng rất là quan trọng. Tại chính cái thời điểm mà đúc đồng đồng một ly á, thì nó mới là nó tạo cái tiền đề mà cái tượng khối sơ khởi để số hạt tối đa trên bông. Thành ra nếu bà con mình đa số có đồng trễ, thì nếu bà con mình mà do yếu tố dù mà mình đi thăm đồng trễ hoặc là mình xé đồng trễ gì đó, thì chắc ăn cái thời điểm đó bón đón đồng nó xảy qua rồi, thì lúc đó chúng ta bón phân vào thì cái số hạt nó sẽ không có tăng được. Nhưng mà có thể chúng ta gỡ là một yếu tố khác, tức là chúng ta nếu mà trường hợp anh bà con mình thấy đa số bà con mình chỉ xé 1-2 cây thôi, nhưng mà đồng thời nếu trường hợp lúc đó chúng ta đi thăm đồng, chúng ta có thể xé trên 1 mét vuông, dụ như khoảng chừng 10 cây hoặc 20 cây, để chúng ta làm sao mà tăng cái tỷ lệ cái số cây lên. Tại lúc nào cũng vậy, khi mà hình thành đồng á, thì giữa cái cây cái và cái cây con thì lúc nào cái tỷ lệ hình thành đồng nó cũng sẽ chênh lệch. Tại lúc nào khi cái lúa có đồng sớm thì trường hợp mình chặt cái cử mà cái của cái bông cái, thì có thể mình gỡ là cái bông con khi mình nó hình thành đồng lại. Thành ra trong cái phóng sự người ta thấy cái điều yếu tố thứ nhất là thăm đồng đúng một ly, thứ hai nữa là người ta đưa vào yếu tố đủ cái dinh dưỡng, tức là người ta cung cấp đủ cái dinh dưỡng từ phía dưới đất, ví dụ như là phân đạm, phân lân, phân kali gì đó để người ta cung cấp từ phía dưới. Nhưng mà chúng tôi cũng lưu ý bà con mình đó là khi mà trong cái đoạn băng hình đó, thì bà con mình thấy là người ta sử dụng cái chất là kích đồng bằng cách là người ta đưa cái bơm lower vào. Tại bản thân hình thành đồng nó rất là nhanh, thì nó đòi hỏi sự nhanh lẹ để mà nó ra đủ cái số hạt cũng như cái số vé trên bông, thì người ta đưa cái bơm lower vào đó để làm sao mà cái số vé này nó được hình thành lẹ lên và số hạt nó hình thành lẹ lên bằng thông qua cái việc mà phân hóa cái mầm hoa bằng cái bơm lower này để nó kích hoạt cho cái đồng mình chúng ta tốt hơn. Và mà con mình thấy á, nhưng mà chúng tôi cũng lưu ý thêm nữa, khi mà bón phân trong thời điểm mà bón phân nuôi đồng trong cái vụ đông xuân này, nhất là thời điểm gần Noel đó, thì thời tiết lạnh này nó làm cho cái lúa chúng ta nó bị lạnh. Khi bị lạnh thì đồng nghĩa với cái bộ rễ nó sẽ bị hạn chế sinh trưởng, giống như nó bị lạnh thì cái bộ rễ nó sẽ co lại. Thì lúc này bà con cần thiết chúng ta phải bổ sung một cái lượng dinh dưỡng qua lá. Thì bà con trong đoạn màn hình này, cái anh nông dân ảnh cũng đã nói đó, thì chúng ta làm sao đưa cái silimax vào từ phía trên để chúng ta thứ nhất ngoài việc ta bổ sung 3 yếu tố là cái canxi, kali và silic, tức là những cái yếu tố dinh dưỡng từ phía trên lá để chúng ta cho cái lúa chúng ta cứng chắc. Nó cứng chắc từ cái lá đồng, nó cứng chắc từ cái lóng và cứng chắc từ cái bẹ. Thì lúc này cái dinh dưỡng nó bổ sung từ phía trên thì cái lúa chúng ta nó đủ dinh dưỡng để nó giúp cho hình thành đồng chúng ta nó đủ dưỡng chất. Nó đúng nghĩa là từ dưới gốc mà cũng như trên lá để cho nó đủ dinh dưỡng để làm cho đồng to hơn.
Và chúng tôi cũng lưu ý bà con mình nữa, nếu trong trường hợp mà từ đây tới khoảng chừng 24 tới 25 dương lịch, tức là khoảng thời tiết Noel, nếu thời tiết quá lạnh mà nó chuyển qua một cái gọi là vàng lá sinh lý á, thì lúc đó chúng ta nó bị vàng chóp lá, khoảng từ cái chóp xuống khoảng chừng 2 đến 3 phân, thì bà con mình nhất thiết chúng ta phải bơm nước giữ ấm ruộng từ phía trên với phía dưới, và đồng thời chúng ta phải bổ sung một cái chất chống lạnh cho cây trồng từ phía tập đoàn Lộc Trời, là chúng ta bổ sung cái rai Honder. Cái rai Honder này nó rất cần thiết cho cái cây trồng trong thời kiện mà quá nóng hoặc là quá lạnh, thì nó giúp cho cái lúa chúng ta nó sao nó được bổ sung cái hóc môn này để mà nó sao nó vượt qua điều kiện khó khăn, để mà nó hình thành đồng tốt hơn trong cái điều kiện mà bất lợi từ phía mà vừa có đồng sớm gặp thời tiết lạnh và nó thiếu dưỡng chất, thì chúng ta sẽ làm sao mà đảm bảo cho cái lúa chúng ta đủ dưỡng chất để mà hình thành là đồng tốt hơn trong cái trong thời điểm hình thành này đồng sớm này, thưa anh Hoàng Sơn ạ. Dạ, xin cảm ơn kỹ sư Nguyễn Văn Phước, kỹ sư Phạm Văn Phước. Bà con thân mến, có lẽ là Hoàng Sơn sẽ được phép nhắc lại một lần nữa câu hỏi giao lưu vui tối nay chương trình đưa ra. Tối nay thì chúng tôi có đưa ra câu hỏi có nội dung là: dòng sản phẩm nào sau đây giúp cây lúa tăng độ dày của lóng, cứng các bộ lá đồng và giúp lúa giảm độ ngã? 4 phương án được đưa ra để bà con tham khảo. A là Hypotassium C30, B là Boomflower, C là Silimax và D là Tripomax. Bà con hãy chọn một đáp án đúng nhất và gửi tin nhắn về số 0929 141 000. Xin được nhắc lại là 0929 141 000. Quà tặng là 15 gói thuốc diệt chuột thế hệ mới Racumin. 3 tin nhắn gửi đến sớm và chính xác sẽ được chọn. Bây giờ thì chúng ta trở lại câu chuyện cuộc tối nay. Thưa giáo sư tiến sĩ Nguyễn Bảo Vệ, khi mà xuống gặp gỡ bà con thì bà con cho biết là sau thời gian mà thời tiết nó lạnh á, thì có nhiều cánh đồng nó bị vàng đi. Bà con hỏi cái nguyên nhân cho đâu và làm thế nào để có thể khắc phục trong cái tình hình như thế này ạ? Bởi vì mình bị lạnh á, thì mình biết mặc cái áo vô cho nó nhiều để mà nó chống lạnh, nên mình không có bị hay là cái bị sốc á, mình tự biết cái cách để mà mình chống sốc. Yeah. Nhưng mà tội nghiệp cái cây lúa nó nằm ngoài đồng đó Hoàng Sơn, là không có ai mặc ấm cho nó được hết trơn. Yeah. Nên mà nó bị vàng như vậy, đó là một cái triệu chứng cây lúa nó gọi là bị sốc lạnh. À, bà con biết là mình ở đây cũng bị sốc, chứ còn mình nói rằng cái thực vật là nói vô tri vô giá không bị sốc, chứ thật ra nó cũng bị sốc dữ lắm á. Khi mà nhiệt độ cái môi trường thay đổi, thậm chí là gió giật như thế này cũng làm cho nó bị sốc nữa. Thành ra cái phản ứng của đây là khi trong cơ thể của nó mà bị sốc như vậy, có nghĩa là nhiệt độ đúng ra tới nhiệt độ này thì ấm áp bình thường cái cây lúa. Bởi vì cái cây lúa mình trồng ở đây là mình gọi là cái cây lúa nhiệt đới, nó gọi là Indica. Indica là cái nhóm Ấn Độ đó, là cái từ, còn một cái nhóm mà gọi là ở cái vùng mà lạnh như ở Nhật Bản đó, thì gọi là Japonica đó, thì cái nhóm đó là chịu lạnh giỏi lắm. Mấy cái lạnh này của mình nó không ăn thua gì nữa, nó không bị vàng đâu. Bị gì, giống như cái người mà ở xứ lạnh rồi lạnh thì đâu có gây sốc, nhưng mà mình ở đây là cái người mà sống ở vùng nhiệt đới, bị lạnh là dễ bị sốc. Mà sốc thì cơ thể nó sẽ tiết ra những cái chất, mà cái chất đó thôi tôi cũng không giải thích gì giờ dòng dài. Chính cái chất đó nó sẽ làm hủy hoại đi cái màu, cái diệp lục tố. Yeah. Giống như bà con thấy là chúng ta luộc rau bỏ vô cái nhiệt độ tăng cao, cái diệp lục tố nó cũng bị mất đi, cái lá nó bị mất màu xanh đó. Thành thử ra nó mất cái màu xanh, mà thậm chí nó cháy khô cả cái chóp lá nữa, tức là nó gây hủy hoại luôn cả cái tế bào nữa. Yeah. Thành ra đây Hoàng Sơn hỏi bây giờ làm sao cứu vãn cái tình hình, thì như vậy là mình phải chống sốc cho đó. Mình thì chống sốc bằng cái mình mặc áo vô cho đủ ấm. Thì ở ngoài đồng thì cái cây lúa thì bà con phải xử lý nó bằng một cái hóc môn mà gọi là chống sốc, nó gọi là prednisolid, có khi người ta gọi nó là prednisosteroid. Thì bây giờ cái hóc môn này á, tôi biết bên chỗ của anh Phước cũng có đưa nó vô thành ra một cái sản phẩm để mà giúp cho cái cây. Mà tôi đi lên Đà Lạt đó, thì tôi được bà con ở trên đó nói rằng bị Đà Lạt nó bị lạnh mà. Yeah. Nên cái cây nhiều khi nó cũng bị sốc lạnh cũng rất là dữ, thì xử lý thì thấy nó vượt qua được một cách nó khá là hay. Yeah. Thành ra có lẽ là anh Hoàng Sơn đề nghị Phước cũng tiếp cái vụ này rồi của nhà kỹ sư Phước giúp bà con cách mặc áo lạnh cho cây lúa. Yeah. Trong thời tiết lạnh. Thì bà con mình thấy là đều rất là lý do, tức là sao mà cái áo lạnh cho cây lúa, tức là đồng thời để cho nó chống lạnh. Yeah. Nhưng mà thật sự ra trong cái hóc môn này nó ngoài chống lạnh ra nó còn chống nóng cho cây lúa. Bà con mình cảm nhận rất là rõ, tức là nếu buổi sáng hôm nay mình bước ra ngoài sáng sớm thì thời tiết lạnh, nhưng mà giờ trưa khoảng từ 9 tới 10 giờ bà con cảm giác nó khô và nó nóng, tức là lúc đó nó oi bức. Thì đó bà con thấy ban ngày sáng sớm thì lạnh, giấc trưa thì nóng, tối thì lại lạnh. Thành ra chúng ta mặc áo lạnh thì chúng ta bằng cách bổ sung mà trong cái chất mà chỗ phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Bảo Vệ có đề cập á,
thì phía tập đoàn Lộc Trời đang đưa ra cho bà con nông dân mình là thông qua cái chế phẩm là cái rai Honda á. Thì chính cái rai Honda này á, một cái gói nó khoảng có 12cc thôi, nhưng bà con mình có thể đưa ra một cái bình máy để chúng ta phun vào những thời điểm mà cái lúa nó bị quá nóng hoặc quá lạnh, thì nó ức chế cái quá trình mà sinh trưởng cái lúa đó. Thì chúng ta đưa cái rai Honda này vào thì lúc đó chúng ta sẽ mặc áo lạnh cho cái lúa anh Thương và anh Sơn. Cảm ơn kỹ sư Phạm Nhân Phước. Bà con các bạn thân mến, bà con và các bạn đang cùng chúng tôi đồng hành trong thời gian dành cho chương trình nuôi dưỡng bảo vệ cây trồng, và câu chuyện tối nay mà chúng ta đoàn bạc là chăm sóc lúa có đồng sớm. Những thắc mắc của bà con và các bạn xoay quanh chủ đề của chương trình, vui lòng gọi về cho chúng tôi qua số điện thoại quen thuộc là 0277 3855 333. Vừa rồi thì chúng ta đã đến với những câu chuyện ở thực tế đồng ruộng, những câu chuyện tại phòng thu của chúng tôi với hai vị khách mời. Bây giờ thì chúng tôi sẽ dành thời gian đến với những câu chuyện của bà con. Xin mời giáo sư tiến sĩ Nguyễn Bảo Vệ giao lưu với anh Nguyễn Văn Hào, một nông dân ở huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp. Cái số điện thoại là 0342 856 141. Dạ thưa giáo sư, anh Tài có hỏi, anh Hào có hỏi là tôi canh tác lúa giống 4900 được 40 ngày rồi, tôi nhìn thấy có mũi hành khoảng 5%. Như vậy nếu như mà tổ bón phân mạnh thì có bù đắp được cái việc mà lúa bị mũi hành hay không? Không được rồi Hào ơi. Bị gì ở cái thời điểm mà 40 ngày như thế này đó, thì nếu mà em cho nó ra chồi nữa thì cái chồi này là nó đã muộn rồi. Nó đúng ra là ta phải, nếu như mà mũi hành mà xuất hiện sớm ở cái thời kỳ mà nó đang đẻ nhánh đó, thì chúng ta bón phân để mà chúng ta bù đắp trở lại cái số nhánh mà nó bị thành cộng hành thì nó mới kịp. Chứ bây giờ đã 40 ngày rồi mà em bón phân để kỳ vọng rằng nó ra thêm cái chồi để mà nó bù đắp lại cái đó thì nó đã muộn. Bây giờ chỉ còn có cái là mình bón phân đúng theo cái kiểu mà thông thường để đảm bảo rằng những cái nhánh lúa mà còn lại mà không bị mũi hành đó thì nó làm sao nó đơm bông kết trái được tốt, nghĩa là cái tỷ lệ hạt lép. Tôi xin trở lại cái này anh Hoàng Sơn, lúc nãy anh cũng có hỏi anh Phước, nếu mà trong trường hợp mà mình bón phân đón đồng nó trễ rồi thì như vậy thì có thể nào, cách nào để giúp cho cái đồng nó to lên được không? Thì nãy anh Phước cũng trả lời rồi, tôi cũng thấy cũng đúng rồi đó, tức là cái số hạt trên bông nó được định đoạn rồi, mà cái đồng nó to hay không, cái hạt nó nhiều á thì cái đồng nó bự lên. Thành ra bây giờ chỉ còn có cái là làm sao giảm cái tỷ lệ hạt lép xuống. Thành ra kết hợp với cái chỗ em Hào này, tôi đề nghị bây giờ với cái số mà chồi trên một đơn vị diện tích của mình, thường thường á thì mình cần mùa nắng này khoảng cỡ chừng 500 hay là 600 cái bông lúa. Thì bây giờ nó mất đi như vậy là ngay cả mình bón phân muộn cái chỗ chồi nó cũng ít đi rồi. Hay là cái số hạt trên bông nó cũng ít đi rồi. Thì như vậy thì bây giờ mình phải làm sao mình tăng cái gọi là số hạt chắc trên bông lên, làm giảm cái tỷ lệ hạt lép xuống. Bởi vì thường thường trong cái mùa nắng này á, thì nó có thể là lép khoảng cỡ chừng 10%. Mùa mưa thì có thể là lép lên tới 20%. Bây giờ bà con cố gắng kéo cái tỷ lệ hạt lép xuống còn vào khoảng cỡ chừng 5-6%. Có nghĩa là cái tỷ lệ hạt chắc của mình nó tăng lên để nó bù vô cái số mà đã bị mũi hành mà nó lấy mất cái bông ở đây. Cũng như là mình bón phân đón đồng muộn nên cái số hạt trên bông nó ít. Bây giờ mình tăng cái tỷ lệ hạt chắc lên thì để bù lại, tôi nghĩ rằng cái đó là cái tính khả thi cao nhất. Xin cảm ơn giáo sư. Cảm ơn anh Hào, câu hỏi của anh đã giúp chúng tôi làm rõ thêm một cái vấn đề mà chương trình đã nêu. Bây giờ thì xin mời kỹ sư Phạm Văn Phước đến với câu chuyện của anh Nguyễn Văn Phong, một nông dân ở Cái Bè, Tiền Giang. Số điện thoại của anh là 0975 884 349. Và thưa kỹ sư, anh Phong có hỏi là tôi canh tác giống lúa 4900 khoảng 45 ngày thì mới đón đồng theo dự kiến, nhưng mà hiện nay mới có 40 ngày là thấy đón đồng rồi. Như vậy thì có cách nào làm cho lúa chậm trổ lại không? Nếu có thì tôi cần xịt cái loại thuốc nào? Anh hỏi thêm là trước khi mà tôi chuẩn bị rải phân đón đồng, nếu mà tôi dùng thuốc Silimax cộng với Boom Flower thì có được hay không? Kính thưa chỗ anh Phong, thì mình thấy một điều là anh đưa ba câu hỏi, nhưng mà thật sự tôi thấy câu số 3 á là cái câu mà nó là cái mấu chốt để giải quyết hai vấn đề trên cho anh. Thì rõ ràng mình thấy là mình đã bị trễ, tức là đã trễ thì mình không thể nào mình cứu vãn được. Nhưng mà giống như chỗ tôi với chỗ phó giáo sư tiến sĩ Mười Bảo Vệ có đề cập đó, nếu trường hợp mà đã bón đồng trễ thì số hạt nó ít, nhưng mà khi mà lúa chúng ta chỗ ra thì làm sao bà con mình làm sao mà giảm tỷ lệ lép lại, tức là chúng ta tăng lệ chắc lên. Tại vì thật sự bà con mình biết chỉ cần chúng ta khoảng chừng 500-600 bông trên mét vuông, nhưng mà thực sự một bông lúa chúng ta cần khoảng 5-60 hạt chắc thôi, thì bà con mình có thể nó vô khoảng chừng 8-10 tấn hecta rồi. Thành ra lúc này bà con mình lưu ý á, là cái vấn đề số 3 mà anh đề cập đó là chúng ta sử dụng cái Silimax với Boom Flower á trước khi đón đồng á, thì tôi nghĩ đây là cái mấu chốt để cho cái đồng nó to, nó được kích hoạt bởi cái Boom Flower.
và đồng thời nó bổ sung cái dưỡng chất từ cái Silimax, thì lúc này con lúa ta nó vừa cứng chắc, vừa cái đủ dinh dưỡng và đủ cái độ kích hoạt để cho có nhiều hạt trên bông, thì tôi nghĩ anh sẽ giải quyết được hai vấn đề trên. Nhưng còn thực tế mà trên cái đồng ruộng mà có cái thuốc nào mà giúp cho lúa mà chỗ chậm lại hay không, thực tế thưa anh thì cái này nó đi ngược lại cái quá trình sinh trưởng cái lúa, tức là khi mà gì nó tiến triển bình thường á mà anh làm cho nó khựng lại hoặc nó bị ức chế lại thì nó sẽ ảnh hưởng tới cái sự sinh trưởng cây của cây trồng, thì làm cho cái lúa chúng ta nó rất là nguy hiểm. Thành ra tôi nghĩ vấn đề là anh nên sử dụng cái bơm và cái Silimax ở giai đoạn trước ngoài đồng để mà khắc phục cái tình trạng mà bón đồng trễ này của anh ạ. Dạ xin cảm ơn kỹ sư Phạm Văn Phước. Tiếp theo xin mời giáo sư tiến sĩ Nguyễn Bảo Vệ đến với câu chuyện của anh Bích Thắng, là khán giả ở Cần Thơ có số điện thoại là 0856267616. Dạ thưa giáo sư, anh Thắng có hỏi là lúa của tôi là giống sắc minh được 38 ngày rồi, do tôi đẩy rải thừa đạm cho nên thì bây giờ lúa quá xanh, nó bị sâu cuốn lá hết 20%, rồi có dấu hiệu bị đạo ôn nữa. Anh hỏi là nếu như mà tôi xịt đạo ôn thì có nên pha thêm thuốc trị vi khuẩn rồi thuốc trừ bệnh vô hay không ạ? Thường thì em biết là cái con vi khuẩn á, nó sẽ xâm, nó thường hay đi theo cái con nấm lắm, bởi vì cái khả năng của con vi khuẩn là nó không có tự mình mà đâm thủng vô trong cái lá để mà gây bệnh, mà cái bệnh đạo ôn thì nó làm được cái chuyện đó. Bởi vì tôi nói cái bệnh đạo ôn là cái bệnh quái ác đó, nghĩa là tự nó có thể xuyên thủng vô cái lá để mà nó đưa cái mầm bệnh nó chung vô trong lá để nó gây ra cái vết thương, nhưng mà cái con vi khuẩn thì làm cái chuyện đó không được. Mà nó phải men theo mấy cái con mà nấm của bệnh đạo ôn này mà đã xuyên thủng vô rồi thì nó chung theo cái đó để mà nó gây hại. Và đồng thời cái sâu cuốn lá cũng là một cái cửa ngõ để mà cho cái con vi khuẩn nó chung vô nữa. Bình thường thì cái vi khuẩn thì nó chung theo mấy cái lỗ thở, nhưng mà nếu mà cái cơ hội mà cái lá bị cái con sâu cuốn lá như em nói bị 20% đó, nó đã là làm tổn thương cái lá rồi, và đồng thời cái nấm bệnh đạo ôn nó cũng đã xuyên thủng vô cái lá rồi, thì cái vi khuẩn nó sẽ theo cái đó để mà tấn công vô. Nên tôi nghĩ rằng nó có khả năng, chứ tôi thì không chắc nó có khả năng là nó ăn theo đó. Mà nếu mà em muốn biết gì thì em phải quan sát để mà nếu mà ngừa được thì càng tốt. Cái này nó có liên quan đến thuốc, có lẽ là xin nhờ thêm phần tư vấn của kỹ sư Phạm Văn Phước. Và nhân đây xin gửi đến kỹ sư một cái câu hỏi khác của anh luôn ạ. Anh Thắng cũng có hỏi thêm là có cái thuốc gì giúp cho lúa đứng cây hay được hay không ạ? Để lúa trổ đồng không có bị lép. Thưa anh Thắng, thì với cái phần mà chia sẻ của anh Sơn đó, thì mình thấy làm sao mà cái lúa chúng ta nó đứng cây, nó đứng cây đồng, có thể thứ nhất là cái thân nó cứng đứng lên, cái thứ hai nữa là cái bộ lá đồng nó ba lá trên cùng mà nó được thẳng đứng để chi nó quang hợp được á, thì lúc này chúng ta sử dụng cái chế phẩm mà Silimax á. Thì trong Silimax á thì nó ngoài cái việc nó cung cấp là cái canxi, kali và cái silic, thì trong đó là ba cái chất nền tảng này nó làm cho nó cứng chắc từ nhiều cái dách tế bào hoặc cái thành tế bào cũng như là sự kết dính của cái mô bào được, thành ra làm cho cái sự cứng chắc này nó được bền vững. Và trong đó cái Silimax á anh phun vô thì những cái thời điểm quan trọng nhất là khi mà cái lúa chúng ta hình thành những cái lóng đầu tiên mà khi hình thành như lúc nó đồng á, ví dụ như là cái lóng thứ nhất thứ hai khi mà anh lột cái đồng ra nó có hình thành một ly, thì dưới nó có hai cái lóng nữa, thì chính cái Silimax này làm cho những cái lóng này nó được phình to ra, nó cứng chắc lại, thì lúc đó cái cơ hội mà cái đổ sập của anh trong tương lai nó sẽ đỡ hơn. Nhưng mà nói gì cũng không có nghĩa là khi mà với trường hợp mà muốn hạn chế độ ngã đó, thì làm sao cái nền đất anh nó phải cứng chắc để cho nó tạo điều kiện cho cái bậc cái rễ lúa nó bám víu được. Thành ra trong điều kiện mà cắt nước giữa vụ mà nhất cái cử phân mà từ 25-30 ngày, anh xiết nước khoảng từ 10 ngày 15 ngày để vô cái cử nuôi đồng đó, lúc đó cái nền đất chúng ta nó dễ chặt lại, thì lúc đó cái rễ lúa nó bám được, thì lúc đó chúng ta vừa chống cái độ ngã bằng cách bám víu của bộ rễ lúa được, thứ hai nữa chúng ta cứng chắc từ cái lóng được, thành ra cái sự độ ngã lúa anh sẽ đỡ hơn ạ. Dạ xin cảm ơn kỹ sư Phạm Văn Phước. Bà con và các bạn thân mến, chúng ta đang đồng hành trong thời gian dành cho chương trình nuôi dưỡng bảo vệ cây trồng. Câu chuyện tối nay chúng ta đang bàn về việc chăm sóc lúa có đồng sớm. Những thắc mắc và chia sẻ của bà con hãy nhớ số điện thoại của chúng tôi 0277 3855 333. Bây giờ là thời gian dành cho đơn vị tài trợ chương trình. Đồng một ly phun bơm flower kích hoạt đồng to, gia tăng số hạt trên bông. Lúa lo le trổ, phun bơm flower kích hoạt lúa trổ rộ, trổ thoát nhanh, trổ đồng loạt. Bơm flower kích hoạt đồng to cho lúa trổ rộ. Sản phẩm do tập đoàn Lộc Trời phân phối.
Chào mừng bà con và các bạn đã trở lại với chương trình. Thưa bà con và các bạn, sau cái cử bón phân đón đồng thì cây lúa có thể nói là ở cái giai đoạn mẫn cảm, do đó việc chăm sóc cây lúa an toàn ở giai đoạn này được xem là rất quan trọng. Bây giờ thì chúng ta hãy xuống thực tế đồng ruộng một lần nữa để xem bà con nông dân chúng ta có những cái kinh nghiệm và những cái ý kiến gì trong việc chăm sóc cây lúa ở giai đoạn này. Cái sâu cuốn lá là đa số bị cái mấy cái lá đồng của mình nó mình đang dưỡng nó non á, sợ sâu cuốn lá thôi. Cái bộc phát cái lượng phân mình rải á là cái mầm bệnh nó xâm nhập vào cái cây lúa mình. Từ cái giai đoạn đón đồng mà trở lên trước chỗ và sau chỗ thì bốn chủ yếu là bốn cái thứ bệnh này nó xâm nhập. Một là dặn lý chính sớm, hai lem lắp hạt, ba đậu ôn, bốn đốm dằn. Nên mình mới ngăn ngừa là mình lấy mít tớp mình xịt để mình ngăn chặn cái bệnh lại. Giữ được bốn cái lá đồng thì năng suất nó cho tối đa trên cái cây trồng điển hình như là cây lúa. Trồng lúa mà cái bộ lá đồng không giữ được ổn định đó thì như vậy là thứ nhất là rớt cái năng suất về sau là điều này là không tránh khỏi. Tại vì ở đây cái bộ lá đồng nó giúp cái quang hợp ánh sáng nó trao đổi, nó vận chuyển được những cái chất dinh dưỡng, cũng như là nó đưa cái quá trình là tinh bột lên giúp cho cái hạt vô gạo nhanh hơn, đầy gạo hơn. Giáo sư Thiên Sĩ Nguyễn Bảo Vệ rất thích thú trước cái tâm sự bà con, đặc biệt là cái cách dùng từ khi xuống gặp bà con thì lúc này bà con nói chuyện khoa học lắm. Bà con biết cái tầm quan trọng của việc giữ xanh cái bộ lá sau cái phân đón đồng. Vậy thì Hoàng Sơn cũng muốn hỏi luôn giáo sư là tại sao mình phải làm vậy ạ? Và mình làm cách nào để có thể giữ được cái bộ lá xanh sau khi mình đón bón đón đồng? Và một cái yếu tố quan trọng nữa là sao mình giúp cây lúa nó cứng cáp, hạn chế độ ngã được ạ? Bây giờ cái thứ nhất là bà con biết là cái bộ lá đồng nó được hình thành ở trong cái thời kỳ mà gọi là đồng trổ, tức là trổ, khi mà lúa trổ thì cái bộ lá đồng nó đã có rồi, thành ra mình phải giữ xanh cái bộ lá đồng. Bây giờ Hoàng Sơn hỏi tôi tại sao giữ xanh, bởi vì chính cái màu xanh đó là cái cổ máy để tạo ra đường, mà bà con biết là đường như vậy là nó tạo rất là dễ dàng dưới nắng mặt trời, nó tổng hợp cả hai cái chất là khí carbonic và nước có nhiều trong thiên nhiên để làm ra đường ở trong cái lá. Ban đêm như vậy là cái đường này nó mới chuyển qua bên cái hạt lúa non. Để làm chi? Đường đó nó đặt lại từ 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 nó thành ra cái tinh bột gạo. Nên bà con lấy một cái hạt lúa non mà lúc mà còn ngậm sữa, mình gọi ngậm sữa nó nhăn nhăn coi nó ngọt ngay à. Đó là đường từ ở bên cái bộ lá đồng nó đưa qua đó. Mà chính cái màu xanh của cái bộ lá đồng nó mới thật sự là cái cổ máy. Nên bà con hình dung như thế này, tôi gọi cái bộ lá đồng là ba lá trên cùng đó, nó là cái nhà máy giống như cái nhà này thôi. Chứ thật ra cái bộ lá đồng nó không tạo ra được cái đường, mà chính cái màu xanh ở trong cái bộ lá đồng nó thực sự là cái cổ máy, tức là cái cổ máy ở trong cái nhà máy đó đó. Thành thử ra mà cái màu xanh trong cái màu xanh này là cái cũng là cái nơi mà để cho dịch hại nó rất là mê, nó tấn công vô để mà nó ăn mấy cái chất dinh dưỡng ở trong các cái nhà máy tạo ra đó. Nên như vậy thì anh Hoàng Sơn mới hỏi tiếp về với những nguyên nhân nào nó làm cho mất đi cái màu xanh. Thì mất màu xanh có thể là cái thứ nhất là thiếu dinh dưỡng nó cũng bị mất màu xanh. Cái thứ hai là bị dịch hại tấn công thì chuyện dĩ nhiên rồi, bị sâu, bị rầy, bị bệnh do vi khuẩn, do nấm, tất cả cái đó đều làm mất đi cái màu xanh, bị gì nó lấy cái đó nó ăn mà. Thành thử ra cái đấy là cái nguyên nhân thứ hai. Và nguyên nhân thứ ba nữa đó là do lão quá sớm quá. Cái cách nuôi mà tôi nghĩ rằng anh Phước nếu có dịp thì cũng chỉ bà con cái cách để làm sao sống cho nó được trẻ khỏe lâu dài, để cái lá đồng, bởi vì bà con biết cái lá đồng nó cũng là một cây lúa là sinh vật mà, nên cái lá đồng nó cũng có sinh ra rồi nó cũng có lớn, nó cũng có già đi rồi chết. Nhưng mà nó chết mà trước khi cái bông lúa mà nhận đủ cái dinh dưỡng, tức là cái đường đó từ cái lá đồng tạo ra, mà bây giờ lá đồng nó chết sớm thì như vậy là những cái hạt lúa mà ở trong cậy này nó nhận đâu có nhận được cái dinh dưỡng. Thì lúc đó là cái tỷ lệ lép tăng lên. Thì sẵn cái câu hỏi của anh Hoàng Sơn tôi ghép luôn trở lại hồi nãy tôi nói với bà con là trong trường hợp mà lúa của mình mà cũng như là tượng đồng sớm quá, đồng sớm quá mà mình đã bón phân trễ rồi thì có cách nào khắc phục hay không? Thì tôi nãy có nói làm tăng cái tỷ lệ hạt chắc, giảm tỷ lệ hạt lép, thì đây là cái cơ hội để mà bà con tăng cái tỷ lệ hạt chắc lên, giảm lép nè. Là bởi vì
mình giữ xanh cái bộ lá đồng mà nó được lâu chừng nào á, thì nó cứ là tạo ra cái nguồn dinh dưỡng, thì nó nuôi bị cái bông lúa của mình ra cái hạt á, thì những cái hạt ở bên ngoài thì nó sẽ ra đời trước. Yeah. Nên lúc đó cái lá đồng bên đây vẫn còn xanh thì nó tạo ra đường, nó đem nó nuôi mấy đứa con này trước. Còn những đứa con mà nằm tuốt ở trong cậy này là những cái đứa mà ra đời sau. Yeah. Mà ra đời sau mà cái lá đồng này mà mất màu xanh sớm quá thì nó đâu có tạo ra đường để mình đem vô nó nuôi mấy cái này, thành ra cái tỷ lệ hạt lép nó sẽ tăng. Yeah. Thành ra bây giờ bà con phải làm sao duy trì cái màu xanh của lá nó được lâu, mà muốn duy trì thì cũng phải dùng cái hormone. Chắc chắn là mình phải ngăn chặn sâu bệnh như nói nãy giờ rồi, mình phải ngăn chặn đừng để cho nó tấn công, nhưng mà sau đó là phải duy trì bằng cách là làm cho nó sống được lâu một chút. À, kỹ sư Phạm Như Phước có nghe giáo sư tiến sĩ Nguyễn Bảo Vệ gửi gắm nhau mà tư vấn cho bà con cách giữ xanh của lá đồng. Đừng nói Hoàng Sơn là sử dụng thuốc nhuộm nha. Dạ thì kính thưa bà con, thì chúng ta tiếp nói cái câu chuyện rất là đơn giản, tức là ngoài những yếu tố mà con mà thấy là chúng ta thiếu dinh dưỡng á, thì chúng ta bắt bổ bón phân thì mình dễ lắm, mình bón dưới gốc rồi mình phun Silimax thì cũng dễ luôn. Nhưng mà cái quản lý dịch hại thì bà con thấy là hiện tại trên nhìn đồng ruộng á, thì bà con thấy cái giống như nãy tôi nghe cái ý chỗ mà phó giáo sư tiến sĩ Mộ Bề nói đó, khi sâu lá nó tấn công cái bộ lá đồng chúng ta thì nó tạo lại vết thương, mà chính vết thương nó làm cái cửa ngõ cho cái vi khuẩn chế bị lá đi vào, thành ra làm sao mà khi tới thời điểm nuôi đồng đó, tức là lúa tầm khoảng từ 40 ngày thì bà con mình lúc đó làm sao mà lúc nào ngăn chặn được sự tấn công của sâu lá. Tại vì sâu lá nó có bốn cái yếu tố là từ bướm, rồi cái mới trứng mà sâu thì mới sâu trưởng thành. Thành ra là khi mà chúng ta vừa có bướm rộ cho đồng ruộng đó, thì chúng ta vừa bướm rộ đều hết, thì chúng ta làm cắt cái cử nuôi đồng bằng cái Vitaco. Để chi, tức là khi chúng ta bảo vệ bằng cái Vitaco á, thì lúc này chúng ta vừa quản lý được sâu cuốn lá, nhưng mà đồng thời chúng ta quản lý được con sâu đục thân, để chúng ta giảm cái sự mất chồi trên một cái vuông do sâu đục thân nó gây ra. Thì chính cái Vitaco này nó cắt được cái dòng đời của sâu cuốn lá. Nếu mà con mình can thiệp đúng thời điểm mà lúa chúng ta nuôi đồng bằng Vitaco, thì có thể bằng một lần cắt này, từ đó thì sao chúng ta khỏi cần phun lập lại bằng cái sâu cuốn lá nữa. Cái thứ hai thì cái sự là cái lão quá của bộ lá cờ mà hay bà con nông dân mà chúng ta sợ nhất, đấy anh nông dân anh nói trong cái đoạn phóng sự đó, chúng ta sợ nhất là cái bốn cái bệnh mà nó luôn tồn đồng ruộng, là cái bệnh đậu ôn, rồi lên lớp hạt, rồi vàng lá chín sớm, rồi đốm vằn vậy đó. Thì bốn cái bệnh này là do cái cơ chế mà từ nấm nó gây ra, thành ra chúng ta có thể quản lý bằng cái amitatop ngay cái cử phân nuôi đồng á. Tại sao trong cái amitatop nó có một cái hoạt chất để mà trừ cái bốn cái loại nấm này, để làm sao mà nó sự ngăn chặn của cái nấm bệnh nó tấn công cái bộ lá cờ của chúng ta. Nhưng mà đồng thời trong cái amitatop á, thì nó có một cái công nghệ phụ gia đặc biệt của Syngenta họ đưa vào, đó là cái sự mà chống cái sự mà lão hóa, hay là cái sự mà gọi là chín sớm ở trên cây trồng mà rồi nó hình thành cái khí ethylene á. Thì chính cái khí này làm cho bộ lá chúng ta nó vàng lá từ do cái sự lão hóa đi. Thì nha, tôi phun amitatop để chúng ta kìm hãm cái sự lão hóa này. Và giờ bà con mình nhớ, khi mà lúa nó đồng á, thì bà con mình phun cái tớp này thì chúng ta phun lần thứ nhất thì nó dính ba cái lá trên này, nhưng mà khi lúa chúng ta nó lên nữa, khi chuẩn bị chỗ le chỗ đó, thì chúng ta lập lại một lần cái tớp nữa, thì lúc đó chúng ta mới đảm bảo mà được yếu tố mà phía bên tập đoàn Syngenta họ khuyến cáo là chúng ta giữ khoảng chừng ba lá trên cùng mà được xanh á. Thì chúng ta chính hai lần phun này làm cho cái giảm tối đa sự lão hóa của bộ lá cờ, thành ra bộ lá chúng ta được xanh hơn, nó hoàn hợp tốt hơn để chúng ta vận chuyển đường bột vào trong cái nuôi hạt tốt hơn. Thì đó là những cái nguyên nhân mà chúng ta có thể làm giảm tỷ lệ lép, chống cái lão hóa của bộ lá cờ, và chúng ta ngăn chặn cái sự tấn công của nấm bệnh cũng như sâu cuốn lá cũng như dịch hại nó gây trở ngại cho bộ lá cờ chúng ta, thì chúng ta sẽ có được mùa vụ tốt hơn trong cái đông xuân này ạ. À, kỹ sư biết ơi, kỹ sư Phước không, hiện bây giờ á, dạ thưa thầy, em vẫn như thầy muốn có điều gì muốn nói thêm. Tôi muốn bây giờ nãy tôi gửi gắm cái chỗ anh Phước mà chỗ nãy anh Hoàng Sơn có nói đó. Bây giờ giữ màu xanh của cái bộ lá đồng đó, thì ở trong đó có cái vấn đề gọi là kéo dài cái tuổi thọ của nó. Thì kéo dài tuổi thọ thì anh Phước cũng có, kỹ sư Phước cũng có nói tới cái amitatop. Để mà có thể nói là ngăn chặn cái sản sinh của cái ethylene nó ra, nó làm bị gì. Khi mà bà con biết như thế này, khi mà cái bông lúa mình trổ ra như thế này á, thì những cái hạt ở ngoài cùng nó sẽ chín sớm. Mà khi nó chín sớm như vậy á, thì nó sẽ sản sinh ra những cái chất gọi là lão hóa. Mình nói năm nay nó vậy, cái chất lão hóa nó sẽ tác động trở lại cái bộ lá đồng. Cái làm cho lá đồng vàng theo. Nên người ta nói khi nào mà lúa chín ở ngoài đồng á, thì lá vàng mơ ở trên, gọi là cái đất ngày xưa. Là bởi vì người ta không biết cái cách để mà ngăn chặn cái sự lão hóa này. Nên anh Phước đề nghị là dùng amitatop để nó tham gia vô trị cái đó. Nhưng mà nó còn lão hóa, nó còn có một cái này nữa là do bị sốc.
nó vậy chứ con người mình cũng vậy nữa. Ai mà bị sốc mà mặt lúc nào cũng nhăn nheo hết trơn cái trọi đó thì mau già dữ lắm. Bị gì bị sốc à? Thì ra cái lão hóa đó cũng do cái chỗ gọi là bị sốc. Mà nãy giờ mình có nói như anh Hoàng Sơn nãy có hỏi tôi cái sốc lạnh cái là ngoài đồng nó vàng hết trơn rồi đó. Vì vậy thì mình cũng phải chống cái sốc đó để không thôi là nó cái màu xanh nó bị mất. Thành ra cái chỗ đó thì tôi nghĩ rằng anh Phước nãy cũng có đưa ra cái bên cạnh cái vitagym nó còn có cái gì nữa, cái rai holder đó, rai holder dạ dạ đấy. Cái đó để mà chống sốc để là gì? Làm đừng nó làm cho nó mất đi cái màu xanh. Bị gì mất cái màu xanh có nghĩa là mình mất đi cái lượng đường mà tạo ra để đưa vô trong cái hạt lúa để mà tăng cái tỷ lệ hạt chắc. Đó, thành ra cũng là còn tôi nghĩ rằng phải thêm ví dụ chống sốc nữa anh Phước ạ. Dạ. Thì rất là đơn giản, tức là chúng ta đã ngay từ đầu thì chúng tôi đã đề cập tới thì chỗ giáo sư tiến sĩ Mời Bảo Vệ có nói đó, thì mình làm sao để chống sốc cây trồng, tức là hồi nãy anh Sơn dùng cái từ mặc áo lạnh cho cây lúa mình đó. Thì chúng ta đưa cái rai holder vào những cái thời điểm mà giống như mà nó bị sốc bởi thời tiết, giống như là thời tiết lạnh của Noel hoặc là thời tiết nắng nóng của cái tháng 3 trong cái vụ hè, thì chúng ta cần thiết chúng ta bổ sung cái rai holder để chống sốc cho cây trồng ạ. Còn một câu chuyện nữa khi sản xuất ơi, đó là hiện giờ bà con nông dân mình thay đổi cái cơ cấu giống lúa đó, bà con chuyển sang canh tác cái giống lúa thơm, giống lúa chất lượng cao rất là nhiều. Theo bà con thì cái việc này nó tỷ lệ thuận với cái việc mà xuất hiện đầy phá hoại. Có cách nào mình giúp cho bà con có thể quản lý tốt đối tượng này không ạ? Thì thưa anh Sơn, thì cũng như bà con đang xem chương trình, thì đối với rầy nâu á thì bà con thấy là chúng tôi có ghi nhận lại thì cái chu kỳ khoảng từ 11 cho tới 13 năm, mà cụ thể nhất là từ đông xuân 2006-2007, rồi sau đó là tới năm 2017-2018. Và bà con thấy đông xuân 18-19 rồi cũng là một năm dịch rầy rất là cao điểm, và nó cũng như cái lịch trình mà người ta quy luật rằng, tức là cứ sáng trăng tối trời thì chắc rầy sẽ vào đèn và nở. Thành ra chúng tôi nghĩ là từ bây giờ mình ngồi đây thì đây tới Tết nó còn một lứa rầy cao điểm nữa là tầm khoảng từ rằm tháng chạp âm lịch, thì lúc đó chúng ta chủ động phòng trị lúc đó thì sẽ tốt hơn. Và ở đây chúng ta thứ nhất chúng ta tham đồng á, thì làm sao mà gầy nó vừa vào đèn thì chúng ta cộng thêm khoảng từ 5 tới 7 ngày thì chúng ta ra thăm ruộng một lần. Và nếu chúng ta mà ra thăm ruộng mà thấy gầy cám mà nở li ti trên ruộng đó thì chúng ta chủ động phòng trị bằng cái sản phẩm mà tập đoàn Lộc Trời đang phân phối là cái Bcena. Và cái Bcena này nó có nhiệm vụ rất là hay, tức là nó làm sao mà nó diệt lứa rầy được khoảng chừng trong vòng 30 phút đầu là có thể nó diệt khoảng chừng 70-80% trên ruộng, thì lúc đó chúng ta sẽ ngăn chặn được cái lứa rầy mà nó tấn công cái đồng ruộng mình trong thời điểm mà bà con mình lúc đó mình còn mải mê ăn Tết á, thì lúc đó ngăn chặn bằng cái Bcena để chúng ta ăn Tết nó sẽ an tâm ăn Tết hơn ạ. Xin cảm ơn kỹ sư Phạm Văn Phước. Bây giờ thì thưa giáo sư tiến sĩ Nguyễn Bảo Vệ, chúng ta đến với câu chuyện của một nông dân trồng nếp ạ. Anh Dương Ngọc Hiệp, nông dân ở An Giang, có số điện thoại là 0365331130, có hỏi là tôi trồng nếp được 3 tháng rưỡi rồi, ở trong cái điều kiện thực tế như thế này thì cái giai đoạn nào tôi nên bón phân đón đồng được ạ? Cái nếp mà 3 tháng rưỡi đó thì như vậy là cái giống nếp này 105 ngày. 105 ngày. Thì em biết là nếu như trong cái điều kiện bình thường á thì em được khuyến cáo là lấy 105 trừ đi cho 55 thì đã là bón phân đón đồng. Thì em lấy thử 105 trừ đi 55 thì như vậy là bón phân đón đồng lúc 50 ngày. Nhưng mà nãy giờ chắc em cũng em Hiệp cũng nghe nói là năm nay nó có cái hiện tượng là tượng đồng hơi sớm. Thành ra tôi đề nghị em trước đó vào khoảng cỡ chừng 5 tới 7 ngày thì em ra đồng em kiểm tra lại cái tim đèn của cái cây lúa. Nếu như mà em thấy 50% cái số lượng cái cây lúa mà nó có tim đèn từ 1 tới 3 ly thì lúc đó em đem bón phân đón đồng là ăn chắc nhất. Xin cảm ơn giáo sư. Xin mời kỹ sư Phạm Văn Phước giao lưu với anh Trần Văn Dựa, khán giả ở Thanh Bình, Đồng Tháp. Số điện thoại là 0388768521. Thưa kỹ sư, anh vừa có hỏi là tôi canh tác lúa giống Jasmine 85 được 42-45 ngày rồi, như vậy thì tôi đã bón phân đón đồng rồi, cho nên bây giờ thì tôi phải xịt thêm gì nữa? Ý thứ hai anh hỏi là tôi muốn hỏi để phòng tránh đầy theo từng giai đoạn, như vậy thì nếu cần thì tôi nên xịt bằng thuốc gì? Và ý thứ ba anh hỏi là thuốc gì có thể đặc trị được bệnh đạo ôn? Xin mời kỹ sư. Cảm ơn anh Sơn. Thì kính thưa anh Dựa, thì bà gọi rằng giống Jasmine 85 mình 42-45 ngày mình nuôi đồng thì chắc ăn là chúng ta phải quay lại vấn đề nếu mà chúng ta cần yếu tố mà xé đồng một ly để chúng ta bón cái đủ cái lượng phân dưới gốc, là bón đủ dinh dưỡng để chúng ta cung từ phía dưới. Và chắc ăn một điều chúng ta phải bổ sung cái chất kích hoạt bơm lâu hơn để cho nó phân hóa cái nhánh dé, phân hóa cái mầm hoa cũng như là tạo nhiều cái hạt hơn, thì chúng ta sử dụng cái bơm lâu hơn. Và đồng thời mà chúng ta nếu trường hợp mà cần thiết chúng ta sợ cái yếu tố thiếu dinh dưỡng thì chúng ta bổ sung thêm cái silimax
để trong đó bổ sung cái kali, canxi, cái silic để làm cho chúng ta dễ hình thành phân hóa đồng hơn. Còn với đối với vấn đề mà rầy nâu thì chúng ta nhớ là một giai đoạn lúa khoảng 90 ngày tới đến 105 ngày thì anh cứ đếm gì cho nó dễ, tức là nếu chúng ta lấy lúa khoảng 25-30 ngày là chúng ta tính là cái lưới rầy số 1, thì trên ruộng chúng ta xuất hiện khoảng từ 2 tới 3 lưới rầy. Thành ra tôi nghĩ nếu ở trường hợp mà lúa anh 42-45 ngày, nếu bón phân ngày thời điểm hôm nay thì có thể anh coi một số rầy, nếu mà nó ít thì chúng ta đợi cái cử trổ, tức là gần Tết á, chúng ta phun lại một lần bằng Besina. Còn nếu thời điểm này mà anh dạch ra, nếu mà con rầy mà nó rớt xuống mặt nước á, nó còn cách con tầm khoảng chừng cho tới khoảng từng 5 phân cho tới khoảng chừng 2 phân tới 5 phân thì có thể anh can thiệp bằng Besina luôn, để chúng ta cắt đứa rầy ngay cử đồng này, để chúng ta đảm bảo về sau chúng ta rầy nó không bùng phát nữa. Còn riêng cái bệnh đậu ôn thì bên tập đoàn Lộc Trời có hai sản phẩm để có thể giúp cho anh trong quá trình quản lý đồng ruộng. Thứ nhất là cái sản phẩm Amitatop, thì ngay cử phân nuôi đồng này anh nên ưu tiên cái Amitatop anh phun ngay cử khoảng 42-45 ngày này, và sau đó thì nếu trường hợp mà lúa lo lay rổ thì anh lặp lại một lần Amitatop nữa. Còn riêng lúa trổ đều, đặc biệt bà con mình những cái giống Jasmine 85 hoặc là giống nếp mà dễ nhiễm cái độ ôn của bông á, thì chúng ta lặp lại bằng sản phẩm Philia thì sẽ đảm bảo cho bà con mình trong một vụ mùa mà chúng ta khỏi bị bệnh đau ôn ạ. Dạ, xin cảm ơn kỹ sư Phạm Văn Phước. Dạ. Xin mời giáo sư tiến sĩ Nguyễn Bảo Vệ giao lưu với anh Trần Văn Hòa, một khán giả ở Đồng Tháp. Số điện thoại là 0934 383 390. Thưa giáo sư, anh Hòa có hỏi là trường hợp đồng sớm và đồng trễ nó có chênh lệch về năng suất hay không ạ? Bây giờ cái vấn đề đồng sớm hay là đồng trễ gì đó, cái vấn đề tôi phải hỏi ngược lại em như vậy là em có bón phân ngay đúng vào cái thời điểm mà tim đèn 1 cho tới 3 ly sớm hay trễ gì cũng vậy. Nếu mà em phát hiện được sớm thì lúc 1 tới 3 ly em bón, em phát hiện nó trễ thì 1 tới 3 ly em mới đem phân ra em bón, và lúc đó cái cây lúa của mình như vậy là nó đói phân, thì như vậy thì tôi nghĩ rằng nó cũng không có cái chênh lệch năng suất bao nhiêu cả. Bởi vì cái này đó là cái mình gọi là khi cái cây lúa nó nhận đủ một cái lượng nhiệt, có nghĩa là ta gọi là tổng tích ôn, hay là một cái lượng nhiệt, có nghĩa là nó đã đủ cái lượng dinh dưỡng ở trong cơ thể của nó để mà nó tạo đồng rồi. Thành thử ra sớm trễ trong vài ba ngày gì thì tôi nghĩ rằng nó cũng không có ảnh hưởng tới cái năng suất. Nhưng mà ảnh hưởng tới năng suất là bởi vì đúng ngay cái thời điểm tiêm đàn 1 tới 3 ly đó, mình lại không có, như nãy nông dân mình nói, không có kích đồng cho nó, thì lúc đó là mới bị ảnh hưởng. Có nghĩa là cây lúa đang đói mà đêm đèn nó 1 tới 3 ly rồi, sớm hay muộn gì cũng vậy, mà mình không cho nó ăn thì coi như là cái đồng nó đang thiếu dinh dưỡng, là nó không tạo ra được đủ cái số hạt trên bông thì năng suất sẽ thấp. Nó là vậy. Dạ, xin cảm ơn giáo sư. Và Hoàng Sơn cũng xin được chuyển thêm một câu hỏi của anh Trần Văn Hòa đến kỹ sư Phạm Văn Phước. Thưa kỹ sư, anh Hòa có hỏi là lúa của anh hiện tại thì lá dày hơn bông. Anh nói là nếu như mà anh bón 3,5 kg đạm black cộng với 7 kg DAP cộng với 9 kg kali, nó hợp lý không? Hay là nó là thừa hay thiếu gì ạ? Cảm ơn anh Sơn. Thì chỗ anh Hòa mình thấy một điều là, tức là mình xác định đều là lá mà dài hơn bông, tức là khẳng đều, tức là mình coi thứ nhất là cái lá nó dài hơn mà nó rủ thì có thể nó bị dư lạnh, dư đại ure á. Thứ hai nữa, nhiều khi đặc tính giống, mình coi nếu đặc tính giống mà nó dài hơn thì có thể chúng ta canh đúng đồng một ly chúng ta bón phân. Nhưng mà trong cái việc mà sử dụng phân bón của anh á, thì chúng tôi lưu ý cái chiều cao anh thôi. Thì nếu trường hợp mà cái lá dài hơn bông không biết, nhưng nếu trường hợp á lúa chúng ta rơi vào tầm khoảng từ, nếu mà 5 tấc cho tới 5 tấc rưỡi á, thì mình bón 3 kg quy lắc, khoảng 5 kg DB và 5 kg kali. Còn nếu lúa anh mà cao khoảng 6 tấc thì có thể anh bón 3 kg quy lắc, mình bón 5 kg DB và khoảng 7 kg kali. Còn nếu bà con mình bón mà khoảng chừng lúa khoảng chừng 7 tấc thì chúng ta hoàn toàn bỏ ure, chúng ta bón 7 kg DB và chúng ta bón 7 kg kali, thì nó giúp cho đồng ruộng của chúng ta cân bằng cái lượng dinh dưỡng, từ phía mình giảm cái lượng đạm tối đa để chúng ta làm sao cho tránh tình trạng cái lá lúa nó dài cả nữa, thì chúng ta sẽ đảm bảo được cái cân bằng giữa các yếu tố dinh dưỡng để mà hy vọng có cái mùa vụ tốt hơn ạ. Dạ, xin cảm ơn kỹ sư. Cái này tôi muốn trao đổi thêm cái ý với anh Hòa. Yeah. Bây giờ á, sở dĩ mà anh Phước nói cái DAB, tức là đưa lân hoặc là đưa kali thêm cho nhiều đó, là để cân bằng, bởi vì anh đã bón quá thừa đạm. Chứ tôi nói bà con mình, nếu như mà bón đúng đạm đó, lúc bón phân đón đồng bà con cũng không cần phải luyện lân xuống nữa. Mà kali thì bón tối thiểu, bón 2 kg, tôi nói là nãy là bón 2 kg cũng được, bởi vì cái kali trong đất của mình giàu lắm.
Nên bà con mà bón đạm cho nhiều rồi sau đó mình phải bón mấy cái chất này để mà cân đối trở lại cái này nữa, thì như vậy là chính mình đã tốn tiền mua phân đạm mà tốn tiền mua cái mà cái loại dinh dưỡng để cân đối trở lại cái này. Mà tôi cũng thường hay nói ngày thường chúng ta ăn uống cũng phải kiểm soát cho nó tốt, để ăn sao cho nó phéo bì, rồi mua cái dụng cụ tập thể dục ngoài ngày chạy lại tay để mà cho nó ốm trở lại. Thì tôi thấy nó phí quá. Thành ra cái chỗ này anh Phước là tôi nghĩ rằng tại có lẽ là bà con mình đã thừa đạm nhiều quá nên phải tăng lân với tăng kali. Chứ tôi vẫn khuyến cáo bà con mình nên xem lại đi. Đất đồng bằng sông Cửu Long trồng lúa hiện giờ đang phú dưỡng cái chất lân, còn cái kali thì xài hàng trăm năm. Tôi nói cũng chưa có thấm tháp gì nữa nếu như bà con quản lý tốt cái chất đạm. Chính cái chỗ mình bón đạm nhiều nên mình phải đưa mấy ông kia vô mình cân đối, thành ra cái tốn kém của bà con mình làm tăng cái gọi là cái chi phí, giảm đi cái gọi là tăng cái giá thành đó, thành ra giảm cái lời của bà con mình nhiều lắm. Bà con mình lưu ý cái đó. Dạ, xin cảm ơn giáo sư. Mời kỹ sư Phạm Văn Phước tiếp tục giao lưu với anh Nguyễn Văn Trọng là khán giả ở Tiền Giang. Số điện thoại là 0946714546. Anh hỏi là thuốc Silimac mình sử dụng trước và sau trổ có giúp lúa cứng cây hay không ạ? Cảm ơn anh Sơn. Thì chỗ anh Trọng có một vấn đề rất là hay, tức là làm sao mình phun trước trổ và sau trổ luôn. Thì không biết anh Trọng có xem nhiều chương trình khác của chỗ tôi cũng như là phía bên chỗ giáo sư tiến sĩ Nguyễn Bảo Vệ có nói hay không. Tức là Silimac mình á, trong đó nó bổ sung là cái canxi, kali và cái silic. Thì trong đó cái canxi nó giống như cái chất xi măng, thành ra lúa mà lẹt xẹt và trước chỗ hay sau chỗ thì nó đều cần những cái dưỡng chất để mà nó cân đối cái bản thân của nó. Nhưng mà đồng thời trong đó thì cái canxi này nó làm cho những cái lóng lúa cũng như cái lóng măng bông á, nó sẽ được bổ sung canxi vô thì nó cứng chắc hơn. Thành ra hai giai đoạn này anh sử dụng Silimac rất là phù hợp để cho những cái tình trạng mà cái lúa chúng ta nó bị rũ lá hoặc là nó bị thừa phân đạm á, thì làm cho nó cân đối dinh dưỡng lại để mà cái cổ bông nó được cứng chắc cũng như là cái lóng măng bông nó được cứng chắc để mà nó hạn chế độ ngã trong tương lai. Xin cảm ơn kỹ sư Phạm Văn Phước. Còn nhiều qua câu hỏi Hoàng Sơn định soạn ra mà nhìn đồng hồ thì thấy thời gian giờ chúng ta cũng sắp hết rồi. Hiện giờ thì Hoàng Sơn đã có trong tay danh sách 3 bà con sẽ nhận được quà trong chương trình hôm nay với những tin nhắn chính xác và gửi đến sớm của mình. Tuy nhiên trước khi thông báo kết quả 3 bà con nhận được quà thì chúng ta cùng dành thời gian cho đơn vị tài trợ chương trình. Lá xanh dư chú đơn phong hoàng dữ chú chỉ con giới. Công lúa xanh có thâu trắng, đồng ta đây bao cánh cánh mong chờ. Bì quyết thật lớn, bì quyết cơm bông. Mr. Top, lúa sạch bệnh hại, giữ xanh ba lá trên cầu quăng bóc phải hạ. Ôi đẹp làm sao xanh lá bông quăng. Mr. Top. Thưa bà con và các bạn, tối nay thì chúng tôi đã đưa ra câu hỏi có nội dung là dòng sản phẩm nào sau đây giúp lúa tăng độ dày của lóng, cứng chắc bộ lá đồng, giúp lúa giảm độ ngã. Chúng tôi đã đưa ra 4 phương án để bà con tham khảo là A. Hypotassium C30, B. là Boomflower, C. là Silimac và D. là Tripomax. Kính thưa bà con, đáp án chính xác là C. Silimac. Sản phẩm mà kỹ sư Phạm Văn Phước vừa có phần tư vấn ở cuối chương trình. Rất tiếc là kỹ sư tư vấn hơi trễ. Rồi, nhưng mà vẫn có bà con đáp chính xác rất nhiều. Và 3 bà con sau đây có đáp án chính xác và sớm nhất. Xin chúc mừng anh Bùi Văn Sáu ở Cao Lãnh, Đồng Tháp. Số điện thoại 0706-663-633. Chúc mừng anh Lê Văn Tây ở Phú Tân, An Giang. Có số điện thoại là 0359-557-993. Và chúc mừng anh Nguyễn Chân Chính, khán giả ở Long Mỹ, Hậu Giang, số điện thoại 0392-304-122. Quà sẽ được gửi đến bà con sau chương trình này. Rất cảm ơn bà con và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình và đã giao lưu cùng chúng ta. Bây giờ thì chúng ta cùng nhìn lại và cảm ơn hai vị khách mời, những người đã đồng hành cùng chúng ta trong suốt câu chuyện mà mình sẽ nghĩ là hết sức thú vị tối nay. Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Bảo Vệ và kỹ sư Phạm Văn Phước. Trân trọng cảm ơn tập đoàn Lộc Trời đã phối hợp cùng chúng tôi thực hiện chương trình này. Kính thưa bà con và các bạn, chương trình sẽ được phát lại vào lúc 7 giờ sáng thứ ba, 24 tháng 12. Mong bà con và các bạn đón theo dõi lại và giới thiệu cho những bà con khác cùng xem. Bây giờ thì những người thực hiện chương trình xin nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.